Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Trinh đây. Thì vẫn là cái serum này, vẫn là Trinh thôi nhưng mà dòng xe lại khác nha. Hiện tại hôm nay Trinh sẽ tư vấn cho một người về một cái dòng rất là đẹp, vừa đẹp mà vừa mạnh, Accenter 155. Đây là dòng xe mà mọi người rất là yêu thích trên thị trường luôn. Ra mẫu nào thì cũng hot, ra mẫu nào thì cũng hot, màu nào cũng hot luôn. Thì hiện tại là bên Trinh đang có tất cả các phiên bản màu jean. Ngoài ra bên Trinh còn có màu 3D nữa nha. Thì hiện tại giá xe bên Trinh đang bán với những dòng này nó chỉ từ 43 triệu thôi. Giá này đã bao gồm VT đăng kiểm cho mọi người rồi. Thì hiện tại bên Trinh có hỗ trợ gói trả góp cực kỳ ưu đãi với dòng xe này. Chỉ cần đưa trước 4 triệu và mỗi căn cước công dân là lên hồ sơ được. Các bạn từ 18 tuổi cũng có thể sở hữu những dòng xe này chỉ với 4 triệu đồng thôi nha. Hiện tại bên Trinh đang được hỗ trợ chương trình phí đăng ký 2 triệu rưỡi. Và giá trên báo cho mọi người là chưa bao gồm giảm 2 triệu rưỡi đó đâu nha. Hiện tại á, là nếu mọi người muốn biết thêm về dòng xe hay là màu sắc hay là về giá cả cụ thể hoặc là cái chương trình trả góp cụ thể, mọi người có thể liên hệ cái Zalo 0358 534 509, Trinh sẽ hỗ trợ mọi người 24/7 luôn. Ngoài ra khi mua xe mọi người sẽ được hỗ trợ thêm tiền xăng xe trị giá từ 300 đến 1 triệu đồng khi mọi người liên hệ trước qua Zalo cho Trinh ha. Và mọi người sẽ được tặng thêm combo 8 phần quà nữa. Mọi người thắc mắc gì cứ liên hệ Zalo cho mình nha, mình sẽ hỗ trợ mọi người. Bye bye mọi người.